hôm nay em xin giao lưu một lô phổi sam hương nha cô chú. Mấy cây sam hương này em thấy cũng đang đâm chồi lên nè. Vậy cô chú anh chị mình cắt cái chậu đen mình sang chậu mới mình trồng luôn. Rất mong được sự ủng hộ của cô chú anh chị qua số điện thoại là 0829 160 355 hoặc nhắn Zalo em số này luôn ạ. Cái sam hương đầu tiên này có mã số là 16 ạ. Quanh củ đế là 34. Quanh thân ở đây là 21. Chiều dài là 35. Cùng một cỡ bầu là 22. Rồi cây mã số 16 em xin giao lưu là 350 em bảo xin. Cây mã số 17. Quanh cái củ đế này là 39. Quanh thân ở đây là 19. Chiều dài là 30. Mã số 17, cây này 350 luôn ạ. Quanh cái củ đế này là 42. Thân ngay đây là 21. Chiều dài là 47. Mã số 18, cây này 450. Mã số 18. Mã số 19. Quanh đế cây này là 32. Thân ở đây là 11. Chiều dài là 27. Rồi mã số 19, cây này 250 bao xí. Mã số 19. Quanh đế cái này là 36. Quanh thân em đo ngay đây là 18. Cái nhánh ở ngoài đây nhỏ thôi là 9 thôi nha cô chú. Chiều dài là 30. Mã số 20, cái này 250. Quanh đế cái này là 35. Quanh thân là 20. Chiều dài là 35. Mã số 21, cái này 350 em bao xíu. Mã số 21. Mã số 22. Cái này to nha cô chú. Quanh đế cái này là 42. Quanh thân là 25. Chiều dài là 37.
Mã số 22, cái này 600 ngàn em bao ship. Mã số 22 ạ. Mã số 23. Đế là 39. Thân ở đây là 27. Ngoài đây xíu là 18. Chiều dài là 42. Mã số 23, cái này 350. Mã số 23. Mã số 24. Quanh đế là 36. Thân ngay đây là 20. Chiều cao là 40. Mã số 24, cái này 400 ngàn. Mã số 25. Rồi đế cái này là 37. Thân là 17. Chiều dài là 38. Mã số 25, cái này 400 ngàn em bao ship luôn. Mã số 26. Cái này em đang hoành thân là 22. Chiều dài là 30. Mã số 26, cái này 350 em bao ship. Mã số 26. Cũ ngay cái đây là 31. Thân ở đây là 17. Chiều dài là 30. Mã số 27, 350. Đây là 37. Thân đây này là 20. Dài đây là 38. Cái này mã số 28, 400 ngàn em bao ship. Mã số 28. Cũ cây này là 37. Thân cây này là 21. Chiều dài là 40. Mã số 29, cây này 550 em bao ship. Mã số 29. Mã số 30 cũng là cây cuối cùng của clip. Đấy, cây này là 30. Thân ở đây là 25. Chiều dài là 30. Mã số 30, cây này 400 ngàn. Cảm ơn cô chú anh chị đã xem. Mong được sự ủng hộ của cô chú anh chị qua số điện thoại là 0829
160 355. Dạ em xin chào.